quý ông bà chị em có một buổi sáng thật tươi vui. Good morning, brothers and sisters in Christ. Wonderful Sunday worship service. The chair of the leadership ethnic ministry in this annual conference. Please stand up and we welcome you. Vinh hạnh cho chúng ta, mục sư Cancer đã có mặt nơi đây để tham dự, là hai vị giáo sĩ cho người Việt Nam chúng ta tại Việt Nam. Xin thay mặt toàn thể ban chấp hành Liên hội Giáo lý xin chào mừng tất cả quý vị. Stand for the call to worship. Xin mời hội đồng cùng đứng lên, chúng ta cùng đọc lời mời thờ phượng. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Hallelujah, hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hallelujah, hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Hallelujah, hỡi tấm lòng ta, hãy mời Đức Thánh Linh làm mới lại. Xin Thánh Linh đến để biến đổi tấm lòng chúng con. Xin Thánh Linh đến để chữa lành chúng con. Xin Thánh Linh đến để phục hưng các tội thánh chúng con. Và từ đó, chúng con lấy lời cảm tạ mà đến trước mặt Chúa. Chúng con vui mừng mà thank you.
để tôn thờ Chúa. Hôm nay Thánh Nhật, hôm nay cũng là ngày bế mạc. Sau 2 ngày, chúng con cùng đến với chân Chúa, chúng con cùng đến với nhau để chúng con học tập, để chúng con phân công, để chúng con được nhắc nhở về lời của Ngài. Ôi Chúa của chúng con, Ngài là đấng mà chúng con đặt lòng tin cậy. Chúng con đang bước trong, thì Chúa giúp tất cả mỗi chúng con vững tin. Chúng con bước đi theo Chúa một cách trung điện. Chúa xin giúp cho chúng con để chúng con sẽ là những người bước đi với Ngài. Chúng con sẽ cùng nhau cầu nguyện như lời của Chúa Ngài đã dạy chúng con rằng: là Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được để, ý Cha được để ở đất được trời. Xin cho chúng con hôm nay được ăn, xin tha tội cho chúng con, vì chúng con tha kẻ phạm tội đến cùng chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ, không cứu chúng con có điều ác. Đừng cung rập theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Cách đây khoảng 70 năm, thì ông Rich Niebuhr là một nhà thần học đã viết một cuốn sách gọi là Christ and Culture, tức là Đấng Christ và văn hóa. Và trong cuốn sách đó thì ông nêu ra 5 quan điểm về sự tương quan giữa cơ đốc giáo và văn hóa. Anh nôm na là giữa đạo và đời. 5 cái khuôn mẫu và 5 đó quan điểm đó là Đấng Christ cấm lại văn hóa. Thì quan điểm này có rằng đạo và đời là 2 cái đối nghịch nhau, đạo chống lại đời. Bởi vì đạo là cái gì thuộc về Chúa, về trời, và văn hóa là cái gì thuộc về đất. Và đạo phải đi ngược lại với đời. Văn hóa thì hư hỏng với tội lỗi, cho nên con người theo Chúa phải chọn giữa hoặc là theo Chúa, hoặc là theo thế gian, hoặc là theo đời. Cái mô hình thứ hai, quan điểm thứ hai đó là Đấng Christ của văn hóa, hay là đạo thuộc về đời. Đạo thuộc về đời có nghĩa là đạo là phần của văn hóa, một phần của đời, nên không có một sự xung đột giữa đạo và đời. Vì thế chúng ta nên chấp nhận và hòa hợp với đạo, giữa đạo và đời. Chúng ta phải dung hòa giữa niềm tin của Đức Giáo và những kiến thức giá trị của văn hóa. Nếu mà quan điểm trước thì ta thấy sự tách mình ra khỏi đời, ta là tách mình ra khỏi văn hóa, thì cái mô hình thứ hai, quan điểm thứ hai này thì kêu gọi chúng ta hòa nhập vào văn hóa, hòa nhập vào với đời. Cái quan điểm chúng ta là Đấng Christ vượt lên trên văn hóa, thì quan điểm này cho thấy rằng văn hóa cơ bản là tốt, nhưng mà văn hóa cần được chân lý của Phúc Âm hoàn thiện để vươn lên lý tưởng của Tôn Giáo. Nói cách khác, đạo vượt lên trên đời. Mặc dù đời, những việc của thế gian này đã tốt lắm, nhưng mà nó cần được nâng lên trong lý tưởng của Tôn Giáo. Cái quan điểm thứ tư là Đấng Christ và văn hóa luôn đối nghịch với nhau, hay là đạo và đời luôn đối nghịch với nhau. Có nghĩa là đạo và đời không thể tách rời nhau, nhưng mà hai bên luôn luôn ở trong thế đối nghịch, do đối nghịch nhưng không tách rời nhau, cho nên phải sống chung nhưng mà không hòa bình. Cho nên cái người theo Chúa đó bao giờ cũng có một sự xung đột giữa đạo và đời, giữa vương quốc của Đức Chúa Trời và vương quốc của thế gian.
giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự thánh khiết và tội lỗi. Và câu hỏi cuối cùng là đấng Christ biến đổi văn hóa, đạo biến đổi đạo. Văn hóa ban đầu là tốt nhưng bị hư hỏng bởi tội lỗi, đời là tốt nhưng mà hư hỏng bởi tội lỗi. Nhưng có những cái khía cạnh của văn hóa bây giờ đang ở trong tình trạng tội lỗi tiêu cực, cho nên cần được biến đổi bởi quyền năng của Chúa. Và ông tác giả Niebuhr này không có đưa ra một cái kết luận nào hết, cái nào là tốt hay là cái nào là mô hình lý tưởng. Nhưng mà chúng ta thấy một điều, tức là văn hóa nó có cái mục tiêu. Chúng ta biết rằng là văn hóa có những cái điểm rất là tích cực, nó rất cần thiết, và nhiều khi có những khía cạnh nó trung tâm, nghĩa là nó không tốt không sao. Nhưng mà bên cạnh đó có rất nhiều điểm tiêu cực và cần được phúc âm biến đổi. Thì ông Paulo nói là đừng làm cái đời này, nó có ý nghĩa là chúng ta ở trong đời này. Cái hàm ý là chúng ta ở trong đời này mới không làm cái đời này. Nếu chúng ta tách ra khỏi đời hay là chúng ta ra khỏi thế gian này thì đâu có cần hiểu chúng ta rằng đừng làm theo đời này tâm. Nhưng mà điều mà ở đây chúng ta nói thấy là đừng thu hút trong cái đời này, nghĩa là sống như đời này, sống như những người tội lỗi ở đời này, nhưng đừng sống theo lối sống gian ác, lối xấu xa của họ, đừng sống khắc loạn, đừng sống theo tư dục của mình. Làm theo đời này là lúc chúng ta chiều theo đám đông, sống theo những người, nghĩa là sống đông nhưng mà không đúng với ý muốn của Chúa Trời, không nhận biết cái gì là đúng, cái gì là sai trong cái nhìn của Chúa Trời. Đó là sống theo đời này. Chúng ta có thể sống ai sao tôi vậy, người này sống là số đông này sống như vậy, tôi cũng sống như vậy, ai sao tôi vậy. Và những gì khi ta giống như cùng tắc kè, vì theo cái môi trường chúng ta biến đổi màu sắc. Chúng ta là những người được Chúa thương xót cứu chuộc và sống một đời sống khác, không những không làm theo đời này nhưng phải sống với bản chất của một người được Chúa đổi mới. Tại Cô Tinh Đô thứ nhì đoạn 3 câu 18 đó, thì trong đó tôi nói rằng khi mà chúng ta đã tin Chúa rồi đó, thì chúng ta nhìn trực tiếp với Chúa và đối mặt, và chúng ta để mặt trăng mà nhìn xem Chúa để chúng ta được liên quan đến vị Chúa. Và trong cái nhắc các bạn đem về đọc lại Cô Tinh Đô thứ nhì thì chúng ta thấy rằng khi mà người xe ở lên núi mà có sáng rực, còn phải lấy cái màn che mặt để mà dân chúng nó không nhìn thấy cái chói sáng như vậy, để mà họ sợ hãi lúc đó sẽ bị chết mất vì tội lỗi của mình. Nhưng mà thưa quý vị và anh em, khi mà chúng ta thấy Chúa đang thờ cả lớn này rồi, thì chúng ta được nhìn thấy Chúa mặt đối mặt và chúng ta biến hóa theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Biến hóa ở đây đó có một cái nghĩa là giống như con sâu mà nó biến thành con bướm. Chúng ta biết con sâu nó biến thành con bướm là một sự biến hóa, sự biến hóa theo một cái nghĩa như vậy. Bởi sự đổi mới của tâm trí mình, có nghĩa gì? Khi mà tâm trí chúng ta có hướng về Chúa, hướng về Chúa, chúng ta nhìn mặt đối mặt với Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ được biến hóa. Và chúng ta thấy ở trong cái giới đoạn hai đấy, phải có đông tâm trí như đấng Christ đã có. Chúng ta phải mang cái tâm trí ở trong bản cổ của chúng ta, tâm thần đó, để trở nên giống như Chúa. Đó là cái cách ăn ở của những người phục về Chúa. Cách ăn ở của con dân Chúa phải được đổi mới từ bên trong tâm trí của mình. Mà một khi tâm trí tư duy chúng ta được thay đổi thì chúng ta sẽ trải nghiệm được cái sự biến hóa. Và khi chúng ta được biến hóa như vậy, chúng ta mới thấy được, nhận biết được ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Chúa là thế nào. Ngày nay không giữa sự giàu không thờ đến Chúa, cái đông nhân dễ sống như người thế gian, dễ sống như người thế gian.
và chúng ta có thể làm theo những điều ước muốn của xác thịt từ câu ngữ của thế gian. Ma quỷ luôn luôn tìm cách cám dỗ, cách khéo léo mẹ con trong Chúa sống theo đời. Cái sống theo đời này đó là cái thế lực ma quỷ thúc đẩy. Ma quỷ không dùng những cái xấu xa, cái trầm tục để cám dỗ chúng ta đâu. Ma quỷ không dạy gì mà hiện ra như một cái con người ba đầu, sáu tay, hai con mắt để mà chúng ta sợ. Không, nó rất là dùng những khéo léo, rất là mỹ miều, dùng những cái ngôn từ, dùng những chữ, những cái khái niệm để câu ngữ chúng ta. Những khái niệm như là ân sủng, những khái niệm như là yêu thương, nó sẽ cao những từ câu ngữ chúng ta. Chúng ta thấy khi Chúa Giêsu bị đánh đổ, chúng ta thấy gì sẽ? Ma quỷ dùng những cái khái niệm thân thiện để đánh đổ Chúa Giêsu. Nó đưa Chúa Giêsu vào con thành thắng, rồi đưa Chúa Giêsu lên nóc đền thánh, rồi nó dùng kinh thánh. Tất cả những cái thánh đó được ma quỷ dùng để cám dỗ Chúa Giêsu. Và nó không dạy gì mà cám dỗ cách mạnh mẽ hay là cách mà chúng ta bị sốc để rồi chúng ta chống lại, không phải. Nó từ từ. Cái này cũng giống như là chúng ta nhớ là thấy cái câu chuyện mà hình ảnh mà con ếch, người ta bỏ con ếch vào trong nồi nước, người ta không có người ta cho nước sôi từ từ, người ta không có muốn giết con ếch đó, người ta không có bỏ con ếch vô trong một nồi nước sôi liền. Thế mà nếu mà bỏ thôi mà nó sôi là nó nhảy ra, nó thấy tìm cách nó nhảy ra đi. Lập tức, nhưng mà nó sẽ thấy từ từ đến người ta đun nước, từ từ nóng lên và nó không biết lúc mình mà chết. Đó là ta quỷ. Thế gian đầy những cái sự cám dỗ. Và thế gian đi vào trong hội thánh thì chúng ta thấy lịch sử của hội thánh là như thế. Chúng ta phải lựa chọn Chúa và thế gian, giữa yêu Chúa và yêu thế gian. Chúng ta không yêu tội lỗi. Chúa muốn chúng ta vào trong thế gian. Chúa Giêsu đã vào trong thế gian là Ngài muốn chúng ta theo nói đến Ngài phải yêu thế gian. Nếu chúng ta yêu thế gian, nếu chúng ta yêu thế gian thì chúng ta làm sao ghét thế gian được? Hay là Chúa cũng không muốn chúng ta tách rời khỏi thế gian này? Nhưng mà Chúa muốn chúng ta ở trong thế gian hơn một bước chứ không phải là từ sau. Tính tinh thần truyền giáo mạnh mẽ cũng như cái hành động quan tâm đến nhu cầu đời sống bình thường của con người đã làm cho phong trào giáo lý lan rộng rộng khắp nước Anh, đã ảnh hưởng rất là nhiều cái giáo hội trong lúc bây giờ, trên những hàng giáo học lúc bây giờ, và nhất là trong dân chúng. Thì có những tài liệu ta biết rằng lúc bây giờ cái society, tức là những cái nhóm nhỏ có khoảng cái số mà nhóm nhỏ đó thì cả hàng ngàn, và người ta nói rằng cái số tín đồ mà có biết trong thời ông nào được một university là ông thầy của ông đó thì hơn 100,000 người, nó lan rộng đến nước Anh. Và chính vì vậy nhiều người đã, các sử gia đã nói rằng chính con cầu John Wesley, con cầu giáo lý là cứu nước Anh ra khỏi cái cuộc cách mạng đẫm máu giống như là ở Pháp. Bởi vì chúng ta biết rằng sau con cầu giáo lý có 50 năm thì có một cái cuộc cách mạng đẫm máu ở tại Pháp. Bởi vì sao ở đó bây giờ ở trong tình trạng bất công và hàng giáo phẩm cũng lấn nước, có một cái sự tràn áp, có một cái sự bất bình đẳng về chính trị, về kinh tế giữa các tầng lớp dân chúng, cho nên Âu Châu đã ở trong khủng hoảng trong bề đạt của bây giờ, cho nên cái cuộc cách mạng của Pháp mà cần phải an tâm chí xảy ra.
Và chúng ta biết là cái cuộc cách mạng này không phải là ngắn, cái liên tiếp 10 năm cho đến khi mà Napoleon đệ nhất đó, đó là Napoleon Bonaparte chấm dứt cái cuộc cách mạng đó, làm vua, làm thống lãnh nước nước Pháp. Và tính khi mà ông John Wesley cũng như phong trào đã lan rộng cái nước Anh của mình để đã cải tạo được dân chúng, cũng như là đã đem lại phần nào cái sự bất công của xã hội và ảnh hưởng đến hàng giáo phẩm. Chúng ta biết là giáo hội Anh lúc bây giờ họ nói là nước Pháp, nước Anh lúc bây giờ khoảng chừng 8 triệu dân thôi cái thời đó. Nhưng mà dĩ nhiên là cái giáo hội Anh tín đồ của họ có cái hưởng dân vô thật thôi, nhưng mà cũng đã được 6-7 triệu, cho nên đã ảnh hưởng cái giáo hội như vậy. Và chính cái sự ảnh hưởng của John Wesley như vậy không những về phương diện tôn giáo tâm linh, nhưng mà ảnh hưởng cả về phương diện đời sống, đã cho nước Anh thoát khỏi hay là không xảy ra được cuộc cách mạng trong thời gian. Bởi vì chúng ta biết là cái cuộc cách mạng đã xảy ra đó, gần 20.000 người bị giết, và trong đó có vua Louis và vợ của ông, cái hoàng hậu, ông cha của ông cũng bị giết. Cho nên nó tóm lại, người ta, các nhà sử gia đều có thấy cái sự mạnh mẽ, cái sự ảnh hưởng của đạo Chúa qua cái phong trào của ông Wesley. Nhưng mà điều mà chúng ta thấy rằng không phải dễ gì mà đạo của Chúa ảnh hưởng trên thế giới như vậy. Chúa Giêsu đã từng nói chúng ta, các người hãy tỉnh thức, kẻ các ngươi xa vào trước cám dỗ của ma quỷ. Cái trước cám dỗ của ma quỷ nó lên một cái kim văn như đây, cái âm âm mưu của một cái trước mà chúng ta không có thể biết được, hoặc là chúng ta có thể yêu nhau. Cho nên tỉnh thức khi người ta nhảy đến về những vấn đề như tôi nói đó, vấn đề độc lập bình đẳng, vấn đề phân biệt chân tính, nhảy đến về đó thì chúng ta phải thân biệt về cái gì nhảy đến, thức tỉnh về điều gì là tốt, điều gì xấu, điều gì Chúa nói là tội và điều gì không phải là tội, để chúng ta thức. Trong ngày cuối tuần này chúng ta thức tỉnh, nhảy đến làm về cái gì tâm linh, đứng trước sự lựa chọn giữa đạo và đời, chúng ta phải có một quyết định dứt khoát, lựa chọn. Giống như ông Giô-xê ở trong cái xứ mà Canaan đi vào các thứ, thì ông nói các ngươi có thể chọn các cái thần của mình muốn thờ phượng, nhưng mà ta và nhà ta phụng thờ được nhiều lắm. Và khẳng định như vậy, đừng có đi hàng hang, vừa thờ bà ăn mà vừa thờ Đức Chúa Trời. Chúng ta biết các cậu quá dân như xe đó luôn luôn là thờ hạ bên, nếu nó không có bỏ Chúa, nhưng mà theo Chúa nhưng mà thờ phạt, đi hàng hai Chúa cũng phải chức phạt. Giống như ứng đưa xe thế nào, các ngươi muốn chọn ai tùy ý, nhưng mà ta là nhà ta sự cho Chúa ta. Chúng ta thấy là khi mà ba bạn hay có rơi mà tâm sứ và bảo rằng là phải thờ có pho tượng của vua đó, thì chúng ta thấy họ nói một cái câu gì, tức là ba người bạn đó câu cùng vua rằng ở nơi các nơi xa về sự này không cần chi chúng tôi phải câu là lưu, có một cái khẳng định rồi, có một nhất quyết rồi, quyết tâm rồi, không cần chi phải câu là lưu. Nếu các bạn em đã có một đức tin và nhận biết được cái điều gì là đúng gì là sai, thì phải có một thái độ giống như ta đang theo rồi, có dầu ở trong lò nữa thì họ vẫn chấp nhận. Đứng trước một cái lèo lằn tan nhỏ không thể vượt qua, dầu đối diện của cái chết. Điều tuyệt vời là Đức Chúa Trời dùng đức tin và đời sống của Daniel và những người bạn theo rơi là biến đổi các vua này. Các vua này một là khi mà thấy được cái quyền năng của Chúa thì đã biến đổi chính mình và đồng thời kêu gọi người khác hãy thờ phục Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp đỡ cho có lời như quý mặt khen. Thà chúng ta không khác được, đôi khi chúng ta thấy lợi ngược dòng.
con là dân sự của Ngài, đồng đến ra mắt Chúa và kính dâng lên Chúa tất cả tấm lòng của chúng con, sự tôn thờ của chúng con và tất cả của lễ dân của chúng con. Nguyện tấm lòng của chúng con đẹp lòng Ngài. Buổi sáng hôm nay, nguyện cuộc đời của chúng con được thanh tẩy và dâng lên cho Chúa như là một thánh hương có mùi thơm đẹp lòng Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, xin Ngài ban phước lại cho chúng con và dân sự của Ngài, để tất cả chúng con đều sống ở trong tình yêu, trong ơn sự và sự thương xót của Ngài, sống trong năng quyền sức sống của Chúa để làm đẹp lòng Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con một lần nữa dâng lên Chúa tất cả sự vinh hiển xứng đáng cho danh của Ngài và hết lòng thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kelly, Lê Kim Nhi,
Hallelujah. Carly Nguyễn. Yes. Lê Công Hải. Trong khi chúng ta thể hạt như tâm sự thì người này vẽ bài mùa kinh sử trong lớp học. Và chúng ta xin một tràng pháo tay. Kính lạy Đức Chúa Trời, kính yêu Chúa Con. Chúng con lớn tiếng cảm tạ Chúa vì chúng con được phục vụ Ngài, được ở trong mối quan hệ thân mật với Cha chúng con trên trời. Chúng con cảm ơn Chúa vì cơ hội Chúa dành cho tất cả chúng con, đặc biệt là những tỳ tớ của Chúa, người đang gánh vác trọng trách mà Chúa giao phó ở giữa thế gian này. Chúng con kính dâng các tỳ tớ của Chúa trong danh của Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho họ thần quyền để họ bắt đầu công tác mới trong nhiệm kỳ mà Chúa giao phó cho họ. Chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu. Amen. Và giờ đây trước hết tôi xin tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta thật nhiều học ân trong ba ngày qua. Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta những giây phút tràn đầy ý nghĩa. Và tạ ơn Chúa cho chúng ta có những kỷ niệm. Tôi xin tạ tạ những người đại biểu các vị mục sư, như các tín hữu đã tham dự đại hội, đặc biệt những người ở xa, họ không khó rất nhiều. Mà đại hội năm nay là không những không khó về thời gian và không khó về thể tránh, họ cứ tốt. Điều đó thật sự rất hạnh long trọng mà khởi lời cảm tạ. Xin cảm tạ một sư Định Thảo Nhân và cùng toàn thể anh chị em ở tại hội thánh West Ham. Thì chúng ta không hề mà không biết được người toàn thể bỏ công sức và âm nhạc đó là ai quý vị? Một sư Nguyễn Trường Cổ. Hai vị diễn giả chúng ta, mục sư Lê Thị Dũng và mục sư Trần Trọng Luật. Và không thể nào không cảm ơn những người đã bỏ công sức ra đây từ các cá đoàn, cũng như đã giúp đỡ trong các phục vụ khác. Chẳng hạn như mục sư Nguyễn Văn Tân, YouTuber của chúng ta, vẫn lúc nào cũng ngồi trong cái ghế hàng đầu như vậy. Và cảm tạ một số điều khác nữa. Nếu đại hội Tây Lệ không có những cái gian hàng thì chúng ta thấy đại hội nó còn thiếu một điều gì đó. Nên chúng ta cảm tạ gian hàng của bà mục sư Tân và cảm tạ gian hàng của những anh chị em ở bên Việt Nam, và đặc biệt nhất là gian hàng của mục sư Báo nói về đức tin. Ông có hai quyển sách thôi quý vị. Hôm nay đừng để ông đem những quyển sách đó về nhà. Ngoài ra là ông có cho biết một cách rất là đặc biệt là Kinh Thánh Song Ngữ có bao nhiêu cuốn đó thôi, ngoài ra sau này có muốn nữa không có. Và điều cuối cùng là cảm tạ quý vị đã có mặt hôm nay. Và giờ này giây phút cuối cùng long trọng tuyên bố đại hội Giám lý Việt Nam và Hải Ngoại lần thứ 34 bế mạc. Còn tám nhỏ nữa,
thì tôi xin mời mục sư Trần Quốc Công Khanh lên đây, chúng ta quyết đại hội giúp tôi cảm ơn mục sư Trần Quốc Công Khanh là người chủ tịch của chúng ta. Chúng ta đối diện với những thách thức mà trong những năm qua phải giải quyết như thế nào, và mục sư cảm ơn Chúa cho mục sư đưa ra cái cảm giác của Chúa ở trong giai đoạn rất là khó khăn này. Chúa ban phước cho mục sư, cao mục sư thật nhiều. Một thông báo cuối cùng, đại hội liên hữu giám lý lần thứ 35, tức là lần tới sẽ được tổ chức tại Rancho California. Rất là vui mừng để đón tiếp đại hội chúng ta vào trong năm tới. Xin quý vị đi về nhà tương thân về những niềm vui đó tại đại hội này để khích lệ tất cả toàn cây Chúa để năm tới chúng ta sẽ dự đại hội lớn hơn nữa. Quét bạn trên tay em có thân không ạ? Cho nên chúng ta mời một chia cho chúng ta cần kiểm tán xin quý vị. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Tạ ơn Chúa, trong ba ngày qua chúng con được dòng thấm trong lời của Ngài, con được dòng thấm trong mối thông tâm với các anh chị em cộng lao và các tín hữu. Hôm nay chúng con đã về, xin Chúa đưa được chúng con đi bình an trở lại với hội thánh địa phương, trở về với cộng đồng. Xin Chúa ban quyền năng mới, khải tượng mới để chúng con tiếp tục giảng tin lành dòng gặp thời hay không gặp thời với tình yêu thương của Chúa Cha, hồng ân của Chúa Cứu Thế Giêsu và quyền năng của Thánh Linh. Amen. Hẹn gặp các bạn ở video kế tiếp. Bye!